lẽ là ngày mai tụi tôi mới đi đến Huế. Ngày hôm nay thì ở lại thêm bữa nữa, tại vì mọi người đang chuẩn bị cho một cái hội thảo nên là bận rộn, nên tôi với Hân Thịnh không trò chuyện được, chủ yếu là Hân Thịnh không trò chuyện được. Thì cái mục đích của Hân Thịnh đi chuyến này cũng chỉ để tìm hiểu sâu hơn về nền nông nghiệp ở khắp mọi vùng miền, ở đời sống của người dân. Và cái hướng của Hân Thịnh đi là nông nghiệp thuận tự nhiên, và nhà Thịnh trồng lúa thì trồng lúa thuận tự nhiên luôn, thì nó là ở đây nè. Thì ở đây là cái vườn của mọi người, là một cái vườn rừng luôn, trồng lúa. Thấy kiểu tôi thì trong đầu tôi chả có gì nông nghiệp hết trơn á, mình đi ghét thì nói chung cũng hiểu, mà cũng cảm thấy là ở đây nó hay thiệt. Như là nguyên một cái vườn này là tất cả mỗi cây đều phát triển cùng nhau, và nó hỗ trợ nhau phát triển, không có một giọt hóa chất nào hết trơn. Nhưng mà năng suất lúa thì cao hơn sử dụng hóa chất, mà lúa chất lượng hơn, giá bán mắc hơn nữa. Thì ở lại thêm một bữa nữa, ngày mai thì mọi người rảnh rồi thì trò chuyện, và tôi sẽ xuất phát luôn. Nói chung là tôi cũng có thêm một tí kiến thức về nông nghiệp, thấy cũng hay, học hỏi thôi. Cái gì vậy? Mà gì vậy? Trời ơi! Có xô hoài vậy? Cái gì? Có xô thôi, cản đường. Buổi chiều lùa bò về chiêu quá anh em ơi, đứng coi thì chiêu thiệt. Bay camera luôn. Đúng rồi, nó hung cái là chiêu trên thiên đàng luôn đó.
Dạ dạ. Có thể nghiến không? Nghiến thịt đấy này. Không phải nghiến, nghiến, nghiến. Mình ngày hôm nay ở Rơm Vàng tôi cảm giác như là tôi được trở về tuổi thơ vậy nè. Mà không hẳn là trở về tuổi thơ trong suy nghĩ đâu. Như sống ở tuổi thơ luôn nha. Kiểu mọi thứ từ thiên nhiên xung quanh hay là công việc mọi người làm nó giống như kia của tôi hồi đó ở dưới ngoài. Thì thấy bình yên lắm, thoải mái. Chắc hôm nay chưa làm gì nhiều, có đóng cái tủ, cái kệ thôi. Thấy thoải mái lắm, phởn. Mà đặc biệt nữa là ở đây có thêm mấy đứa nít nữa. Tụi nó chơi chơi trước cái sân đất ở ngay giữa hai nhà nè. Trời nhìn nó cứ giống hồi nhỏ hay sao mà dù hồi nhỏ tôi cũng không chơi sân đất nữa mà sao nó cảm thấy giống hồi nhỏ. Có thêm mấy đứa nít nữa thì nó nhìn thấy càng thấy thoải mái hơn nữa. Thì ngày mai chắc tôi sẽ xuất phát thôi. Mà sáng mai thì trò chuyện với mọi người rồi chắc cũng tới trưa đó. Nhưng mà trong ngày mai sẽ xuất phát. Linh Huế.